tới cái tên Liên Phong, nhưng mà chúng ta định nghĩa nó thôi. Thì liên là liên kết, phong là những cái nguồn gió. Cái tên đó thôi là đã là một sự phối hợp, chứ nó không phải đây là một bộ môn chuyên về tay chân vật hay phá xít. Tên này đó thì là của ông tổ Liên Phong, người ông của mình, ông nội của mình để đặt ra qua một cái quá trình là rất là dài, tập luyện nhiều môn. Và cái này cũng là cái không gian thi đấu mà chúng ta gọi là thuần với võ Việt Nam ngày xưa thế này. Cái nguồn gốc của cái bộ môn tự do này nè, gọi là bộ môn thôi nhưng mà nó đâu thiết thiết là bộ môn gì. Nó chỉ là hai người giao cánh với nhau thôi, về cái khả năng thi đấu đối kháng của họ. Cái nguồn gốc đó nó ở đây. Ngọn lửa bên trong nó chỉ được đốt, nó không được đốt bằng những cái thứ mà chúng ta gọi là tiện nghi của cuộc sống. Cái đó là sự trang trải bình thường, cái đó là sinh tồn bắt buộc. Nó được đốt bằng tình yêu của khán giả. Chỉ có cái đó mới chăm mồi được cho cái đó thôi. Nếu mà họ đấu xong, nhưng mà cái sự yêu thích của khán giả, sự quan tâm của khán giả, cái người biết tới họ, dỗ ta, thích, họ sẽ tiếp tục. Họ nghèo họ cũng tiếp tục. Xin kính chào quý vị khán giả của VTV Cup và những người yêu thích võ thuật. Chúng ta lại trở lại với Lion Action. Và trong tuần này chúng ta sẽ đến với một câu chuyện hết sức thú vị với một nhân vật đặc biệt, người mà các bạn cũng đã được chứng kiến rất nhiều ở trên màn ảnh. Và hiện tại thì cũng đang là võ sư của một võ đường nổi tiếng trong làng MMA Việt Nam, đó là Johnny Chí Nguyễn. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thực sự ngồi giữa một không gian thân thiện với thiên nhiên như này, chúng ta quên đi mất cảm giác là chúng ta đang đến với một bộ môn võ thuật. Xin võ sư Johnny Chí Nguyễn có thể chia sẻ một chút về võ đường Liên Phong, nơi mà anh đã tạo ra rất nhiều những nhân tài cho MMA Việt Nam. Cảm ơn ông Hiếu. Trước hết thì xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Ở Liên Phong thì chúng ta có một cái đam mê võ thuật từ nói chung là cũng mấy thế hệ rồi. Đến hôm nay thì có cơ hội để mà tạo lên một cái không gian để những người mà mình gọi là đồng đam mê đi, có một cái lửa ở trong mà họ phải thúc đẩy họ để bước vào cái con đường này. Giống như mình, thí dụ như không có thực hiện một cái gì đó mà mình yêu thích á, thì mình cảm thấy lúc nào cũng khó chịu kiểu vậy. Đó là mình đang nói với mọi người thôi. Nhưng mà những cái con người này, giống như mình hồi xưa đi, nếu mà không có tập võ, không có làm gì với võ thực á, thì giống như mình không được làm chính mình, không được giống như là thực hiện đúng cái rung động của mình. Thì mình cảm giác như vậy và mình muốn tạo ra một cái môi trường để những bạn ấy có cái không gian để chơi. Mà vì lý do đó cho nên mà khi em gọi là những nhân tài thì có vẻ là đây là những cái người đang vui sướng để được làm chính họ. Giống như là một cuộc dạo chơi đúng không ạ? Trong MMA có rất nhiều những võ sĩ của chúng ta đã để lại được dấu ấn trên đấu trường Land Championship. Và Liên Phong cũng vậy, Liên Phong cũng có những võ sĩ thực sự chất lượng. Vậy thì với Liên Phong, là những võ sinh của võ đường Liên Phong sẽ cần phải yếu tố gì là quan trọng nhất để trở thành một võ sĩ MMA chuyên nghiệp? Nói thật thì mỗi võ sĩ họ sẽ có cái điểm mạnh của họ. Chúng ta không thể ép một cái võ sĩ để
bước ra khỏi cái không gian mà phù hợp với họ nhất. Nếu mà chúng ta lấy cái thế mạnh của chúng ta mà chúng ta không có màng những cái khác đó, là rất là khó. Chúng ta phải loại bỏ những cái mà thuần tí trong cái môn đó. Nhiều khi nó phải như vậy. Nó chỉ work rất là hiệu quả khi mà chúng ta thi đấu trong cái không gian bó hẹp đó thôi. Nhưng mà khi mà mở ra tất cả cái một bộ môn khác mà người ta cho phép gì á, thì cái này cũng cho phép. Đúng không? Như vậy á, nó phá nhiều cái nguyên tắc. À, chúng ta phải làm gì, chúng ta mới làm gì. Chúng ta phải sẵn sàng để thay đổi. Sẵn sàng để tiếp nhận. Thì cái đó có lẽ là cái quan trọng nhất. Cái sẵn sàng để buông cái bám chấp của mình để tiếp nhận những cái khác. Nếu mà chúng ta cứng rắc là chúng ta không sự thích nghi, không có thích nghi được cái gì hết, và chúng ta dính ngay chỗ đó, bị kẹt ngay chỗ đó. Cái đa dạng là quan trọng nhất. Có nghĩa là trong rất nhiều ngành nghề, và coi như võ thuật cũng là một nghề nghiệp, thì có lẽ là cái sự thích nghi với từng môi trường, ngay cả từng hiệp đấu, ngay từng phút thi đấu ở trên lồng bát giác, họ cũng phải thay đổi để thích nghi theo chính đối thủ đó, đúng không ạ? Cơ thể mình hay cơ địa mình hay những bộ môn mình đã đi qua trước đây, nó thuộc về một loại này. Thí dụ như mình jiu-jitsu đi, nó thuộc về như vậy. Nhưng mà vô MMA nó là những cái này là không hiệu quả. Những cái này lại làm cái điểm khuyết điểm của mình. MMA chúng ta không nói cái gì bạn phải thực hiện. Nó là môn thể thao mà chúng ta chỉ nói những cái này bạn không được thực hiện vì nó phi thể thao mà thôi. Còn tất cả những khác bạn được thực hiện. MMA nếu mà nói trong không gian thi đấu này khỏi tranh cãi, nó là cái môn hấp dẫn nhất trong môn thi đấu võ thuật. Đây đâu mấy môn khác thì chúng ta nói Muay Thái hay chứ, nhưng mà chỉ võ sĩ Muay Thái đánh với Muay Thái thôi, đúng không? Boxing hay chứ, hấp dẫn vô cùng, nhưng mà chỉ boxing đánh với boxing thôi. Judo, tất cả những cái môn nhu thuật coi đã lắm chứ, nhưng mà chỉ võ sĩ đánh với võ sĩ đó thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta cho hết tất cả võ sĩ này trong một cái không gian, ai sẽ thắng? Cái đó hấp dẫn, và chúng ta khỏi tranh cãi, đó hấp dẫn nhất, đúng không? Vậy thì chúng ta phải tạo cái điều kiện để cho những cái người cao thủ những cái môn này là bước vào. Vậy thì chúng ta phải có nhiều giải. Tức là mình có nhiều cái giải đấu ở nhiều cấp độ khác nhau để có thể võ sĩ có thể tham gia những cái giải đấu mà họ có thể lựa chọn. Đúng rồi. Vừa với năng lực, phù hợp với năng lực của họ để có thể là bước dần lên đến một cái level cao hơn, giống như là Lion Championship coi như là một cái giải đấu top Việt Nam nhất. Đó rồi, khỏi nói. Dạ. Đúng không? Đúng Lion Champion, top Việt Nam. Vậy thì phải có những cái khác chứ. Ngoài hạng Anh nó có hạng 1, hạng 2, hạng 3 đầy hết. Thì những người này người ta vô người ta mới có cơ hội lên. Chứ còn bước cái vô ngoài hạng thì thôi. Đúng không? Cảm giác khó quá, bỏ qua. Hiện tại thì không nhiều những câu lạc bộ võ đường thực sự đi trực tiếp vào bộ môn MMA. Họ đều rẽ ngang qua những bộ môn khác. Nhiều võ sĩ hiện nay đang như vậy. Và thực sự là việc khan hiếm võ sĩ hiện nay chúng ta đã nhìn thấy rõ, và họ đều bước sang từ những bộ môn thể thao khác. Anh nghĩ như nào về điều này? Từ xưa tới nay MMA là vậy. Nó bắt đầu ra không gian chuyên nghiệp, chứ không phải bắt đầu ra là không gian nghiệp dư. Những môn khác là nó vậy. Chúng ta được chơi từ không gian nghiệp dư, xong rồi khi mà thi đấu lấy cái huy chương vàng Olympic rồi mới vô chuyên nghiệp. Nhưng mà MMA vào cái là chuyên nghiệp ngay. Vậy thì nó phải có cái hình thức khác để hỗ trợ cho võ sĩ. Mà cái bước vào nó hơi khó chỗ là làm thế nào để chúng ta có cái nguồn thu đó. Đây không thể nào chúng ta có thể tuần nào cũng đấu để mà có thu nhập. Một giải đấu có cả trăm võ sĩ, làm sao để trả tiền cho người ta để người ta sống trong cái nghề này. Cho nên họ cứ bị kẹt bởi những cái biên chế của những cái môn nghiệp dư của họ. Cho nên là đây là giải đấu tạo điều kiện để võ sĩ được kiểu như có cái sự tiếp cận của nhiều khán giả. Khi mà có sự tiếp cận khán giả thì những cái thương hiệu võ sĩ đó mặc, nó sẽ giúp cho võ sĩ đó sống. Võ sĩ đó có nguồn thu nhập thì càng thi đấu tốt. Càng thi đấu tốt thì khán giả càng thích giải Line càng bùng phát. Với việc những võ sĩ của chúng ta hiện nay nhiều giải đấu hơn, nhiều cái môi trường để họ có thể thử sức mình, và thậm chí là có thể là kiếm tiền
có thể là thu nhập mà họ tốt hơn từ những giải đấu đó. Vậy thì việc tham gia vào những giải đấu, lựa chọn những giải đấu, yếu tố nào là quan trọng đối với họ? Đối với võ sĩ á, nó có hai cái yếu tố quan trọng. Một là tài chính, đúng không? Là một võ sĩ thì phải cung cấp cho vợ con này kia của họ nữa. Thì tài chính bắt buộc phải là sự quan trọng. Cái thứ nhì là họ, ai cũng muốn thắng, đâu có ai thích đi thơ đấu để thua đâu, đúng không? Thì có hai cái yếu tố để mà họ chọn cái giải đấu. Và cái một cái nữa rất là quan trọng là họ đấu này thì khán giả có biết tới họ không? Cái sự vinh quang, công sức của họ được đưa đến đó, có được công nhận hay không? Nói thật là nó là một cái sự cống hiến cho nghệ thuật, một cái hình thức nào đó. Nó không chỉ đi làm, nó giống như là một cái người ca sĩ hay người diễn viên vậy đó. Khi mà chiếu ra cái phim thì họ đã có tiền rồi đó, mà không quan tâm cái phần tài chính nữa. Mà họ làm, mà họ ký hợp đồng ngay từ lúc đầu, khán giả thích hay không, lúc đó là họ được thăng hoa. Và lúc đó nó mới có là cái động lực họ tiếp tục. Thì nếu mà một cái giải đấu mà chúng ta làm xong rồi không ai quan tâm, không ai biết, không có cái sự quan nghênh, nó dễ làm tắt cái ngọn lửa bên trong. Cái ngọn lửa bên trong nó chỉ được đốt, nó không được đốt bằng những cái thứ mà chúng ta gọi là tiện nghi của cuộc sống. Cái đó là sự trang trải bình thường, cái đó là sinh tồn bắt buộc. Nó được đốt bằng tình yêu của khán giả, đúng không? Chỉ có cái đó mới châm mồi được cho cái đó thôi. Nếu mà họ đấu xong, tài chính cũng hơi hơi thôi, nhưng mà cái sự yêu thích của khán giả, sự quan tâm của khán giả, cái người biết tới họ, vỗ tay, thích, họ sẽ tiếp tục. Họ nghèo họ cũng tiếp tục. Ở phần cuối của chương trình thì một câu hỏi dành cho võ sư Johnny Trinh Nguyễn. Đúng hơn thì đó là một sự chia sẻ của võ sư đối với các bạn võ sĩ muốn theo đuổi bộ môn MMA để họ có thể tiến bộ lên từng ngày và các giải đấu của chúng ta cũng càng trở nên một cách chuyên nghiệp hơn. Có một cái lời mà chỉ muốn chia sẻ thôi. Có nghĩa là chúng ta đang bước vào một cái không gian nó đang giống như nở ra khỏi trứng. Cái sự ấp ủ của các võ sĩ mà từng xem MMA và nói ô đã quá, mình muốn tham gia. Thì cái trứng này nó đang nở ra, nó chưa có được bùng phát, nó chưa có được lan tỏa đại trà. Và có lẽ những bạn đi trước cái thời gian này, ngay cả khi mà chưa có cái liên đoàn, các bạn đã tham gia và cố gắng tập luyện và thi đấu. Trần Quang Lộc cũng một trong những người đó. Có nhiều võ sĩ khác lắm, nhưng mà để mà mọi người biết cái tên. Thì lúc đó không có tài trợ, không giải thưởng, thấp bèo kiểu vậy. Nhưng mà cái ngọn lửa bên trong có. Thì các bạn, đây là những người khai phá một cái không gian mới, đúng không? Các bạn đang viết lịch sử của một cái nền võ thuật Việt Nam. Chúng ta sẽ đi tới đâu là do các bạn. Thì chúng ta chỉ đang nuôi dưỡng cái ngọn lửa đó. Hy vọng là mọi võ sĩ có cái niềm tin đó, có cái động lực để tiếp tục. Mặc dù cái nơi không gian này đang khó, nhưng mà khó nó mới cần các bạn. Dễ ai cũng chơi được. Vâng, xin cảm ơn võ sư Johnny Trinh Nguyễn với những chia sẻ rất thú vị ở trong một không gian đầy thú vị như thế này, đầy lãng mạn như thế này. Nó thực sự là điều mà võ sĩ của chúng ta cần phải duy trì, tiếp nối những ngọn lửa từ những thế hệ đi trước như là Trần Quang Lộc hay là những võ sĩ tiếp theo đây. Họ sẽ tạo ra, họ chính là những người tạo ra lịch sử cho MMA Việt Nam. Còn với quý vị khán giả, đó là câu chuyện mà chúng tôi mang đến tuần này trong chương trình Lion Action. Và đó chỉ là một góc nhìn, đó là những chia sẻ để giúp cho MMA Việt Nam ngày càng phát triển. Hãy luôn đồng hành cùng với chúng tôi để theo dõi những câu chuyện tiếp theo của Lion Action. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.